Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với lớp học tiếng Trung online. Hôm nay trong video bài giảng này, chúng ta sẽ học bài đầu tiên trong khóa tiếng Trung online miễn phí. Đây là chương trình học tiếng Trung online miễn phí được tài trợ vốn 100% kinh phí từ trung tâm tiếng Trung Chinese Master. Ok. Đó, hôm nay là bài số 1 đầu tiên rất là quan trọng liên quan đến phần phát âm tiếng Trung. Vì vậy các bạn cần phải xem thật kỹ cái nội dung bài giảng này để các bạn có thể học thật chắc cái phần phát âm tiếng Trung. À, sau này các bạn sẽ không phải lo vấn đề là phát âm tiếng Trung à, không chuẩn. Các bạn sẽ rất là tự tin. Sau này rất là tự tin khi mà các bạn nói chuyện với người Trung Quốc là phát âm cực kỳ chuẩn. Đó, đây là chương trình học tiếng Trung online miễn phí, chuyên đề phát âm tiếng Trung phổ thông chuẩn tuyệt đối 100%. Đó, Thì cái này chỉ có duy nhất tại trung tâm tiếng Trung Channel Master. Website của trung tâm tiếng Trung Channel Master là học tiếng Trung TV. Đầu tiên các bạn mở trình duyệt ra, sau đó các bạn có tin mình là gì nhỉ? Tiếng Trungnet.com. Đó, tiếng Trungnet.com. Hoặc là gì? Uh, đây học trung chấm tv đấy học trung chấm tv hoặc là gì à học trung tv đấy rồi và tiếp theo là gì hoặc là từ tiếng trung com đây là cũng là một trong những website của trung tâm tin trung chẳng master hoặc là gì tài liệu hsk vn ok uh, đây là khóa học tiếng trung online uh, giáo trình hàn ngập bối sơ cấp một mình đã làm xong à, uh, vẹn toàn bộ 30 năm video bài giảng tất cả đó năm video bài giảng tất cả đây các bạn có thể xem ở đây rồi và tiếp theo thì các bạn làm theo như sau các bạn ấn vào đây, ấn vào hình có YouTube này và ấn vào đây. Để làm gì nhỉ? Để đăng ký kênh YouTube học tiếng Trung online của Trung tâm tiếng Trung Channel Master. Bạn nào đã ấn đăng ký rồi thì các bạn sẽ được trả lời tất cả những câu hỏi thắc mắc của các bạn sau khi các bạn đang comment ở ngay bên dưới video bài giảng của mình ở trên YouTube. Các bạn nào không ấn đăng ký thì sẽ không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào cả. Kể cả các bạn có đăng bao nhiêu comment đi chăng nữa, đăng bao nhiêu câu hỏi đi chăng nữa thì cũng sẽ không nhận được uh, sự hỗ trợ trực tuyến từ trung tâm tiền trung Channel Master. Đó là sự khác nhau giữa đăng ký và không đăng ký. Ok. Uh, chúng ta đi tiếp nhỉ. Đó, nội dung bài học ngày hôm nay là phần phát âm uh, thanh bộ này uh, cực kỳ cơ bản các bạn cần phải, phải xem thật kỹ nhá uh, chữ b này chúng ta đọc là pua 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 đọc nặng âm môi giả pua 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 chữ p này chúng ta đọc là pua 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 chúng ta thổi cái chữ pua này ra là xong pua 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 chữ m chúng ta đọc là mua 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 chữ phở chúng ta đọc là phua 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 ok các bạn đọc là mờ phở cũng chẳng vấn đề gì cả vận à, vẫn đúng, vẫn đúng nha chữ d chúng ta đọc là tưa 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 à, đọc là chữ tờ trong tiếng việt tưa 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 còn chữ t chúng ta đọc là thưa 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 được chưa còn chữ n chúng ta đọc là nưa 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 chữ l chúng ta đọc là lưa 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 Chữ N, chữ L chúng ta đọc là NL cũng không vấn đề gì cả, vẫn đúng nha. Chữ G chúng ta đọc là cưa, 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 đọc là chữ cờ trong tiếng Việt. À, cưa, cưa, cưa. Chữ K chúng ta đọc là cưa, cưa, cưa. Ta các bạn khạc cái chữ cưa ra, khạc chữ cưa, khạc chữ cưa ra nha. Đó, hay là khạc chữ cờ ra cũng được, đọc là cưa, cưa, cưa. Còn chữ H thì chúng ta đọc là khở nhẹ, khưa, khơ khưa, được chưa? Rồi chúng ta đọc lại nha. Pua Pua Mua Phua Tưa Thưa Nưa Lưa Cưa Khưa Khưa Lại nha. Pua Pua Mua Phua Tưa Thưa nưa, lưa, cưa, khưa, khưa. Ok, lại này. Pô, pô, mua, pua, tưa, thưa, nưa, lưa, cưa, khưa và khưa. Ok. À, phần cuối cùng là phần giải đáp thắc mắc cuối dọc à, các bạn có chỗ nào thắc mắc thì các bạn vui lòng đăng comment ở ngay bây giờ video bài giảng này nha ở trên youtube các bạn nào chưa ấn nút đăng ký kênh youtube học tiếng trung online thì các bạn vui lòng à, bạn ấn nút đăng ký nha à, đây và à, uh, đây là ok đó để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc trực tuyến sau giờ học còn bạn nào không đăng ký thì sẽ không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào cả đó. ok chúng ta sẽ đi tiếp nha đây là bạn nào chưa hiểu chỗ nào ở đâu thì các bạn vui lòng đăng comment ở ngay bây giờ video bài giảng này để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc sau giờ học và tiếp theo chúng ta sẽ nói lời chào tạm biệt tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong video bài giảng bài giả tiếp theo, bài giảng số 2. Nào. Ok, chào các bạn.